bởi vì nó được hỗ trợ cái bộ bố không X900 ở đây. Sau đó mình sẽ vào thêm cái phần đó là advanced setting ở đây nữa. Đây là cái phần chỉnh cái phần đồ họa của game á. Mình sẽ để thêm cái phần đó là cấu hình tối thiểu cũng như là cấu hình yêu cầu của cái game này bên dưới phần mô tả video, các bạn hãy coi qua và tham khảo để tùy chỉnh cho cái phần này nhá. Mình ở đây thì mình bật bug hết lên thì cá nhân mình thấy game này khá là nhẹ, hay hết được chưa nào. Sau đó thì ấn Done thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần là single player nhá. Rồi mình chọn là map chơi thử, campaign, death center, chapter 1, hotel, difficult thì mình sẽ chọn nó là easy thôi. Thông cảm nhá, mình review thôi mà, mình không chưa giỏi về phần chơi game cho lắm. Character thì mình chọn nhân vật à, mình sẽ chọn đó là anh chàng này, Quest đi. Sau đó mình sẽ start game ở đây. Bây giờ mình sẽ vào thử. Theo mình được biết thì cái game này có 4 nhân vật và chúng ta có thể chơi được với cả bạn bè của mình, nhưng mà rất tiếc, rất là tiếc nhá, đó là đây là game crack cho nên là chúng ta không thể chơi online được, chúng ta chỉ có thể chơi một mình thôi. Còn những bạn nào muốn chơi online thì các bạn chơi với bạn bè các bạn thì các bạn có thể download ở đâu, có thể mua game trên hệ thống Steam để có thể chơi được game này. À quên nhở, mình phải vào một chút cái phần option, sau đó vào keyboard đấy chứ. Ở đây mouse TV mình sẽ chỉnh thấp xuống tí, tốc độ chuột đấy mà. Đây tầm này là vừa. Edit key binding gamepad disable on loud develop console. Vào đây đã, di chuyển, đi bộ, ship, nhảy, jump, duck, control, combat, fire là bắn này, press away enemy, push away enemy, đẩy đối phương ra là chuột 2 này, push hunting sniper là cái gì nhỉ, bắn ngắm, chuột 3, reload R, resin weapon, m well up là cái nút gì vậy? Next weapon, last weapon, push void command, xem nào, loot preview weapon, next weapon, last weapon, à cái này xài quy đi, quy thì hợp lý hơn, edit cây này, quy à, có tìm em nhỉ? Us item và phim nghe này, flashlight em, spray logo t, text screenshot M5, có cả chụp hình nữa này các bạn, messenger to the day, tin nhắn trong ngày, select the pain cue, first air bơm máu các thứ này, 4-5 này, select expression piston số 2, premier weapon số 1, display multi scope, select them M, gửi tin nhắn cho tem chat, question and answer, đặt câu hỏi, order, water and achieve access. Thôi, mình chỉ quan tâm đến những phần cơ bản là di chuyển và đổi súng các thứ này thôi. Xem nào, preview west spawn, next west spawn. Ok, xài một phím quy được rồi. Apply ok. Bây giờ mình sẽ quay lại game. Done. Better to have one and not need it than need one and not have it. Cho mình cái gì, cho mình cái gì. Ơ, súng của mình đâu rồi? We are ready. Yes. Yes. Okay. Wow, chỉ được chọn một cái rồi các bạn. Quy quy, không quy được ấy. Phải có hai vũ khí nhỉ? Kỳ vậy. Có một vũ khí chơi buồn chết à? Ở đây có Next West Spawn này. Sao lại không được ta? Primer Westpawn số 1 à? Được đâu? 6, 7, 8, 9, 10. Thế là chỉ cầm được một vũ khí rồi các bạn. Thôi rồi, mình sẽ chơi theo kiểu YOLO, cầm dìu. Đi nào, follow me, guy. Ui, vãi trưởng ạ.
Anh ạ. Ui, cái lối chơi nó máu mè quá các bạn ơi. Thôi để mình lên mình lấy lại cái súng đã. Toé hết cả màn hình chưa? Trông kinh quá đây. Chờ đấy, rồi đi nào. Thanh niên này sao lại trốn ở trên đây nhỉ? Follow me guys. Sao một mình lại solo đấy này? Phần nào man? Get a melee weapon. Đổi vũ khí. Ô, có katana này các bạn ơi. Nhưng mà máu me lắm. Đấy, nó văng màn hình ấy. Có chịu kinh. Ơ, cái gì đấy? Vãi lìn vậy. Hết cả hồn. Đi nào mọi người, đi nào mọi người, follow me. Tất cả mình. Mà chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Có vẻ chúng ta được bất tử đạn các bạn ạ. À? Bắn mãi không hết này. Ôi dồi, bay. Đi tìm lục áo. Ồ, đồng quá. Cái gì đấy? Nó đứng ngay cạnh mình không biết là mấy bạn ơi. À, thầy em ơi. Vãi chưởng thật. À, trong nhà vệ sinh còn nữa, vãi lìn thằng nó cào mình. Giật hết cả này. Tránh ra anh ra. À, mày. Chờ đấy. Đây rồi. Reloading. Game này bắn nhau cũng đã nhỉ. Chơi ban đêm có lẽ cũng có tí cảm xúc. Ui anh ơi đừng. Hỗ trợ tí nào, sao đàn mình bắn vậy? Chúng ta là tem mây mà. Ui, ngoài đồng hết nhỉ. Ôi cái gì đấy? Vãi lìn. Chúng đông quá, mà sao cháy nhà rồi, sao đây? Em ơi rơi à? Đi đâu bây giờ? Em không có cái nào bật bản đồ ta. Ui gì khiếp kìa. Ôi cái gì đây? Thằng này sao tay nó to vậy? Ai cứu tôi với. Vãi lìn thật. Hết cả hồn. Sao để bơm máu ra. Bên killer. À hồn để tìm máu này các bạn ơi. Ú hồn hù vía. Mẹ gặp ngay thằng boss. Chúng quay tay. Tay phải bét to. Đi hết chúng mày luôn. Trong nhà vệ sinh còn tháo ấy. Vãi trưởng. Mày. Mở cửa lại đây. Mày trốn à. Ô, nó lên. Ôi mình vẫn trượt. Mày quá và chúng rồi. Game này chơi cũng phải cảm xúc ấy nhỉ. Đừng có... Ui, cái gì đấy? Giật cá này. Ơ, cái gì vậy? Ô, trúng độc. Thằng này là boss, Máu tùm quá các bạn ơi. Phải có cái gì đó uống máu thôi, máu mình thấp quá rồi. Thôi, có đứa đã bơm máu cho mình, cảm ơn nhá. YOLO chúng mày luôn. Có giờ ra đây cân hết. Mày trốn nhà vệ sinh nhỉ. Rồi, đổi chiến thuật.
Đi về phía trước à? Sao lại đi? Đi đường nào đây bồ tèo? Đã ngã đây. À đây à? Chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Anh cầm dìu thì đéo cầm súng đâu. Anh Zolo hết. Mày hả bởi? Còn thằng nào nữa? Mày chơi anh à? Ờ, chỗ này được đường cù thứ các bạn ơi. Follow me, follow me. Follow me guy. Đi đường nào đấy? Lại đi lên như lúc nãy à? Nãy hình như mình vừa đi xuống xong mà. Con nào? Làm sao để vết đường đi đâu nhỉ? Ôi, vãi trưởng, cháy ơi, cháy ơi, cứu cứu, cháy ơi. Qua bên kia, xem nào. À đây rồi, có lẽ là đường này rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi qua bên này. Follow me guys. Thằng nào ấy, ôi, một vả. Kinh quá, cái gì vậy? Mình không thấy gì cả các bạn ơi. Nó tấn công, nó lợi dụng tấn công. Mình chém thằng kia nó nổ ra một cái. À, cứu, 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 cứu. Ôi, cảm ơn các đồng đội, cảm ơn các đồng đội. Ta đi tiếp à, có cái gì vậy? Ôi, 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 ôi. Nó, thằng nào mà nhìn trông ghê vậy? Từ, cảm ơn bạn đã bơm máu cho mình. Bây giờ thì tiên sư mới luôn, vô lộ. Cái gì vậy ta? Mày đi chơi đồng đội anh à? Chơi đồng đội anh à? Chơi đồng đội anh à? Mày thằng nào nữa? À, định phạch đồng đội anh à? Mày hả bởi? Mày còn ai nữa? Ra đây xếp hàng. Chúng ta... À đây, đi đường này. À đâu? Nó tấn cản nó. Giờ đi đường nào ta? Thang máy. Vào đây, vào thang máy. Nhìn đi. Làm sao để bật thang máy? À đây, đây. Ok. Mất thật rồi, có lẽ đây chỉ là một chút cái phần mô tả review của cái tựa game này thôi. Còn là game như thế nào thì mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm nhá. Vãi trưởng thật. Chơi một tí cũng thấy hấp dẫn đấy nhá. Left 4 Dead 2. À mà nói qua một chút, đó là cái bản game này nó chỉ nặng có khoảng tầm đó, mình nhớ là 3GB thì phải. Khá là nhẹ. Đâu rồi? Đây, download về thì nó đây, đúng rồi, 3GB thật. Security data các kiểu rồi. Property cho em xem tí nào. Không mở được rồi. Đây các bạn có thể thấy ở đây, đó là khoảng tầm 3.4GB này, được chưa nào? Các bạn download về và giải nén ra là chơi luôn, như mình đã nói lúc nãy nhá. Rất là đơn giản đúng không nào? Thoải mái, không cần phải cài đặt, không cần phải crack, không cần phải gì hết. Này, 3.3GB, được chưa nào? Rất là nhẹ. Chơi khá là đã. Thôi rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.